Đây là hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh của một cửa hàng. 7 giờ sáng, đường phố khá đông đúc. Đột nhiên, cô gái đang đứng trước cửa hàng ngã nhào ra đường trước ánh mắt ngỡ ngàng của người bảo vệ. Chuyện gì đã xảy ra? Trở lại ít phút trước đó, ngay khi cô gái vừa điều khiển xe máy tới cửa hàng, người bảo vệ đã nhanh chóng tiến ra và viết vé xe cho cô. Lúc này cô gái vẫn điềm tĩnh cởi bỏ khẩu trang, găng tay chống nắng cho vào cốp xe. Sau khi sập yên xe xuống, cô gái cầm chiếc túi màu đen ra định bước vào cửa hàng, thì phản xạ giữ lại chiếc túi đã khiến cô gái bị kéo ngã ra đường. Tình huống nhanh và bất ngờ đến mức người bảo vệ dù đứng ngay cạnh cô gái cũng không thể trở tay kịp. Phải chăng cô gái đã bị hai tên cướp theo dõi ngay từ đầu? Hãy cùng xem lại hình ảnh của vụ cướp táo tợn này. Khi người bảo vệ vừa đưa thẻ xe cho cô gái, từ phía làn đường đối diện, hai người đàn ông đi trên chiếc xe máy với tốc độ cao, đột ngột chạy chậm lại và nhanh chóng rẽ sang đường. Chỉ mất vài giây, cô gái đã nằm trong tầm ngắm của hai tên cướp. Lúc này, người bảo vệ bước lùi lại hai bước, tạo một khoảng trống nhỏ trên lề đường. Hai tên cướp táo tợn leo hẳn xe lên lề và giật mạnh chiếc túi xách trên tay cô gái, bất chấp sự hiện diện của người bảo vệ bên cạnh. Choáng váng sau khi té ngã, cô gái chỉ còn biết nhìn theo hai tên cướp lấy đi tài sản của mình. Sau đoạn clip này rồi thì tôi không có gì để nói về thủ đoạn của những tên trộm cướp, bởi vì chúng tôi đã nhắc rất nhiều lần, nhưng đây là một điều mà Ngọc có thể chia sẻ về tâm lý không chỉ của phụ nữ mà của đàn ông luôn. Tức là trong những trường hợp từ trong quán bước ra, từ trong nhà bước ra, từ hoặc, trên xe bước xuống hoặc là từ trên xe bước xuống từ một cái nơi nào đó đi tới từ điểm A đến điểm B, nói chung là mình đang cầm cái tài đúng sản rồi. Là điện không thoại phải, và phải, giỏ phải. Trên xe không hả? Phải không phải, từ cái thời điểm mà xuất phát điểm á và cái thời điểm kết thúc á thì những thời điểm đó là thời điểm mà quý vị thường đi chậm, đúng không? Tâm lý Thảo á là ví dụ như khi mới ăn xong Thảo hay đi chậm chậm từ từ rồi sau đó mới cảnh giác, tại vì từ trong tiệm bước ra thì bắt đầu từ từ đó mới bắt đầu cảnh giác, thì những tên trộm sẽ tận dụng tâm lý này và những lúc này là những lúc dễ bị để ý nhất, cho nên Ngọc sẽ thêm một gạch đầu dòng nữa. Thảo thấy cái này khó hiểu quá. Không phải, Ngọc có thể ví dụ một cách cụ thể hơn là ở cái cô gái này đi, thì có nghĩa là khi mà cô gái cảnh giác suốt một đoạn đường rồi. Rồi xong rồi vừa tới nơi thì những cái lúc ngay cái chỗ mà dừng xe đó là những lúc mà thiếu cảnh giác nhất. Không, Thảo chỉ thấy đơn giản nhất là cái chuyện là kẻ gian có thể ở bất kỳ nơi đâu đó xung quanh không, tất cả chúng ta. Không, cái chuyện đó là Ngọc nhắc cho rồi. Cho nên đúng là rồi. Thí dụ như khi quý vị dừng xe thì người ta đang quan sát, và đúng khi rồi. Mà bắt đầu cầm cái tài sản trên tay lên thì chúng ta lại phải cẩn thận hơn rất nhiều. Có phải là Thảo nói là khi bắt đầu cầm tài sản không? Thì cái thời điểm bắt đầu cầm tài sản đó là thời điểm thiếu cảnh giác nhất. Cho nên muốn cảnh giác thì cảnh giác trước khi bắt đầu cầm tài sản nữa kìa. Vậy có nghĩa là khỏi cầm luôn là cảnh giác? Không, khi mà mình phải chuẩn bị tâm lý là khi bước xuống xe là phải cảnh giác rồi xong mới cầm tài sản. Đó là những điều lưu ý của Quý Ông An Toàn. Và chúng tôi hy vọng rằng sau những gạch đầu dòng của Quý Ông An Toàn thì sẽ hữu ích cho quý vị, đặc biệt là những phụ nữ. Hy vọng là sau khi mà chúng ta đã thuộc 6.278 trang của Quý Ông An Toàn thì chúng ta sẽ luôn luôn an toàn trong mọi tình huống, dù là đang lái xe hay là đang dừng xe, thưa quý vị.